bộ phim Cậu bé siêu người máy Astro. Các em đừng đánh nhau nữa. Cố lên, đừng đánh nhau nữa. Elvin, Garnet. Ôi, dần cuộc chiến lại Astro. Dạ, cố lên. Đừng đánh nhau nữa, Elvin. Cố lên, Garnet. Đánh nhau. Mình nói đừng đánh nhau nữa mà. Elvin, cố lên. Được rồi, cả hai em đánh nhau vì chuyện gì? Là lỗi của Elvin. Bạn ấy nói Kid Bet sẽ chiến thắng giải Nhật Bản Grand Prix năm nay. Vậy thì có sao đâu. Kid Bet của Cavalet là tay đua nhanh nhất thế giới. Đúng rồi. Không phải, Robbio là tay lái giỏi hơn. Đúng rồi, Robbio giỏi hơn. Mã, Robbio không có cửa đâu. Không thể nào. Bình tĩnh nào. Thầy ơi, thầy nghĩ người nào giỏi hơn à? Ta hả? Chà, Robbio cũng giỏi, nhưng Kid Bet cũng vậy. Theo thầy thì như vậy đó. Vậy thầy nghĩ ai sẽ thắng à? Thầy đắc đi, nói cho tụi em biết đi. Chà, để ta xem nào. Người thắng sẽ thắng, còn người thua sẽ thua. Đua xe là vậy mà. Hôm nay trời nắng đẹp đó, ta phải đi phơi đồ đây. Chào các em. Thầy đắc đi qua Rush, quay lại đi. Cậu nghĩ sao hả Astro? Cậu nghĩ ai sẽ thắng? Phải rồi Astro, cậu đứng phe bên nào hả? Chà, mình không biết nữa. Nhưng đây là cuộc đua tự động thôi mà. Ai thắng cũng chẳng quan trọng. Thôi nào anh Astro, em chắc chắn Robbio sẽ thắng. Vì em thích anh ấy. Anh nhìn nè, hộp tiết kiệm Robbio, kẹp giấy Robbio. Và đây là bức hình có chữ ký của anh ấy. Anh ấy dễ thương. Anh không biết là em hâm mộ Robbio đấy. Chắc chắn rồi, anh ấy rất tốt bụng. Mà em sẽ gặp anh ấy. Em sẽ giới thiệu với anh. Nhìn kia. Nhìn đi, kia là Robbio. Anh ấy rất tuyệt phải không? Phải, anh ấy rất tuyệt. Nhưng người biết nghĩ không thể lái như vậy trên đường cao tốc. Lái nhanh quá rất nguy hiểm. Ôi anh Astro, anh không biết gì về đua xe rồi. Chẳng có gì là không thể. Tập phim Robbio và Robbiet. Anh ấy đã giảm xuống 10 và 1/4 giây. Kid Bet không phải đối thủ năm nay. Chắc chắn ta sẽ nói chuyện với Cavalet. Được rồi Robbio, hôm nay đủ rồi, mang nó vào đây. Dạ thưa cha. Hả? Cô ấy đẹp quá. Xin lỗi. Gì vậy? Anh có thể nói cho tôi biết có thể tìm thấy phòng thay đồ Cavalet ở đâu không? Ngay đằng kia kìa, ngay góc phía bên trái của cô. Cảm ơn rất nhiều. Hey, dạ. Cô tên gì vậy? Cái gì? Tên tôi Robbiet. Sao? Em đang làm gì vậy? Cậu là Kim Bet. Cái gì? Robbio, sao anh lại nói chuyện với em gái tôi? Em gái anh? Ôi, vậy thì cô chính là... Anh là Robbio. Anh định đánh em gái tôi vì không thể thắng cuộc đua này sao? Ôi, tôi chỉ định... Đừng ngốc như vậy Kipbo. Em tới là để gặp anh mà, chỉ vậy thôi. Yên lặng đi nào Robbiet. Vậy cậu chính là tay lái giỏi nhất của đội Donahue. Nào, sao chúng ta không đua ngay đi? Robbio, chuyện gì vậy? Nè mọi người. Chuyện gì vậy? Không phải việc của cậu. Cái gì? Tôi sẽ cho cậu một trận. Bình tĩnh nào lo, Trill.
đừng gây rắc rối nữa. Đừng dính vào việc này, Robio. Ôi không. Nhanh lên anh Astro, em chắc chắn anh sẽ thích anh ấy. Em biết anh ấy rất dễ thương mà. Mọi người. Ôi. Hay lắm, mình đang đợi việc này mà. Không được Kippo, anh đừng ngốc vậy. Dừng lại. Cậu là ai? Tôi là Astro. Anh biết người mấy chúng ta không nên đánh nhau mà. Astro hay ai cũng kệ, đây không phải việc của cậu. Dừng lại Ox. Được rồi Robio, chúng ta sẽ giải quyết việc này trên đường đua. Đi thôi nào Ox. Mosquito, đi nào Robiet. Em xin lỗi. Robiet. Cố lên Robio, anh phải lái nhanh lên, như anh đang ở trên đường đua vậy đó. Ước gì có thể, nhưng chúng ta không thể đua được. Đáng ghét. Cậu ngăn trận đánh lại thật là tốt, Astro à. Như vậy cũng đã đủ tệ cho hai gia đình chúng tôi lắm rồi. Phải, nhưng sao người máy Donahue lại có mối quan hệ tệ như vậy với nhà Cavalet chứ? Chà. Người thiết kế ra tôi là giáo sư Donahue, một trong những kỹ sư giỏi nhất của đất nước mình. Ngày ấy cũng đã thiết kế ra anh em trai tôi là La và Drew. Một ngày chúng tôi đang đi dạo chơi thì... Có chuyện gì vậy Drew? Này Drew, La. Anh đang làm gì vậy? Sao anh lại làm như vậy? Nếu chúng ta không phá nó thì chúng sẽ phá ta. Robio, đã tới lúc em cần biết sự thật. Có một dòng máu xấu xí giữa chúng ta. Họ chính là kẻ thù của chúng ta. Kẻ thù sao? Phải, chúng ta phải tìm gia đình Cavalet. Tụi anh không thể ngăn bản thân mình lại. Tụi anh đã thử nhưng không thể. Nhưng mà tại sao? Một ngày nào đó em sẽ biết thôi. Người máy Donahue, chúng ta được tạo ra để đấu với họ. Chúng ta đã được lập trình như vậy. Lập trình sao? Đánh nhau à? Vậy kẻ thù chính là... Phải. Đối thủ truyền kiếp của người đã chế tạo ra tôi, giáo sư Cavalet. Kimbet, ngươi phải đánh bại tất cả bọn chúng một lần luôn. Cha đừng lo mà, con sẽ chăm sóc Robio trong giải Grand Prix. Ta đang đợi điều đó đấy Kimbet. Cha có thể tin tưởng con. Cha ơi, giáo sư Elephant muốn nói chuyện với cha đó. Elephant à, ghét thật, ông ta suốt ngày rầy la mà thôi. Nghe này giáo sư Cavalet, người máy của ông đã khơi mào đánh nhau ít nhất 10 lần trong năm nay rồi, phải dừng việc này lại. Còn người máy Donahue thì sao? Chúng cũng tệ mà. Cái gì? Tôi đã khiển trách giáo sư Donahue rồi. Dù sao, nếu người máy của ông còn gây rối thì ông cũng sẽ gặp chuyện đó. Ý ngài là sao vậy giáo sư? Người máy của tôi đã hại con người hay phá hủy tòa nhà nào chưa? Chỉ là người máy đánh nhau với người máy thôi mà. Nói cho tôi biết có gì xấu nào. Ông chưa học được gì phải không giáo sư? Giờ thì nghe cho kỹ đây, vì tôi sẽ không lặp lại lần nữa đâu. Nếu người máy của ông còn gây rối nữa, tôi sẽ không cho phép chúng đua trong giải Grand Prix. Tôi đã nói rõ chưa vậy? Cavalet, Cavalet! Tôi không biết phải làm gì nữa. Donahue và Cavalet gây chiến với nhau lâu lắm rồi. Mình phép mệt với mối thù giữa hai gia đình họ. Nhưng con không hiểu, sao những người máy như họ phải đánh nhau chứ? Bởi vì họ được cài đặt chương trình như vậy, họ không thể ngừng đánh nhau được. Ý ngài là họ không bao giờ trở thành bạn được sao? Chà, chỉ có một cách mà thôi. Đây là những hồ sơ đăng ký người máy. Người máy được thiết kế mới đều phải đăng ký ở đây. Robio phải không ạ? Đúng vậy. Và giờ hãy nhìn thật cẩn thận. Robiet ạ? Phải đó Astro. Giờ thì con có thể thấy mặc dù kích thước và hình dạng của họ khác nhau, nhưng thiết kế cơ bản của họ gần như giống hệt nhau. Dạ phải, nhưng sao họ có thể giống nhau như vậy chứ? Rõ ràng là hai nhà thiết kế khác nhau mà. Phải, vậy mới lạ. Đối thủ truyền kiếp khá lâu nên bắt đầu suy nghĩ giống nhau. Nhưng như vậy nghĩa là gì ạ? Những người máy rất giống nhau và có nhiều điểm tương tự. Và có thể họ sẽ tìm ra một thứ gọi là sự đồng điệu với nhau. Ôi, có lẽ họ sẽ có cảm tình với nhau. Phải, có lẽ vậy. Và nếu nó xảy ra thì có thể hai gia đình sẽ ngừng đánh nhau. Robio và Robiet. Robiet,
Không, mình không được như vậy. Gia đình mình là kẻ thù mà. Robio đi đâu vào giờ này vậy? Giải Grand Prix sắp tới rồi, có lẽ nó căng thẳng. Quên cô ấy đi Robio. Cô ấy là kẻ thù của ngươi. Ôi, mình đang ở đâu vậy? Đây là nhà giáo sư Cavalet. Ai đưa mình tới đây vậy trời? Nếu họ nhìn thấy mình thì lại có chuyện mất. Robiet, là tôi đây Robiet. Ai vậy? Là tôi đây Robiet. Robio, anh làm gì ở đây vậy? Tôi không biết. Kể từ khi gặp cô, tôi chẳng nghĩ được gì hết. Tôi không thể bỏ cô ra khỏi tâm trí của mình. Lạ thật. Thành thực mà nói, tôi cũng nghĩ về anh đó, Robio. Hả? Robiet? Robio? Ai vậy? Robio, cho dù ngươi làm gì ở đây thì ngươi đã phạm sai lầm lớn rồi. Ngươi nghĩ nhà Donahue có thể rời khỏi nhà ta mà không bị gì sao? Giờ thì bọn ta sẽ dạy cho ngươi một bài học mà ngươi sẽ không bao giờ quên. Đừng mà, anh Kipo. Im lặng đi, Robiet. Hắn ta là của tôi. Để đó cho tôi, Kipet. Không, chờ chút. Tôi không tới đây để đánh nhau với mấy người. Người nhát gan vậy hả? Ta sẽ cho ngươi một trận. Lấy cho ta chiếc kèn hơi tốc độ siêu cấp đi nào. Thôi không. Nào, đánh nhau đi. Hãy là đàn ông một lần trong đời. Ngươi không thể chạy được đâu. Tôi không muốn đánh nhau. Nhưng cậu không cho tôi lựa chọn. Rubio. Sao ngươi dám làm vậy? Nè, nhận lấy. Robio, anh không sao chứ? Robiet, tôi xin lỗi. Tôi đã hại anh trai cô. Robiet, tránh ra đi. Không, em không tránh. Đừng đánh nhau nữa. Robiet, em đứng về phía kẻ thù hả? Đây nè. Coi chừng đó, Robiet. Robio. Robiet. Robio. Robiet. Ôi Astro, cậu có thấy Robio đâu không? Anh ấy ổn chứ? Anh ấy ổn cả. Giáo sư Elephant đang lo cho anh ấy. Anh ấy đang được người giỏi nhất lo cho rồi. Tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Ngài có chắc là sửa được cậu ta kịp thời gian cho cuộc đua không? Chà, thật may mắn là chẳng có chuyện gì với não điện tử của cậu ta. Tôi có thể sửa được, nhưng nó mất một chút thời gian để hồi phục. Cậu ta cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng. Ôi không, cậu ta định đua trong giải Grand Prix và chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Người máy không phải là công cụ của ông. Tôi khuyên ông nên giải quyết rắc rối giữa ông và Cavalet. Tới lúc ông giải quyết rồi, giữa ông và Cavalet. Đúng lúc rồi. Giáo sư đừng lo, con sẽ thế chỗ anh ấy. Astro. Con nói thật chứ Astro? Chà, với não điện tử của con có thể học kỹ thuật lái trong một ngày. Ôi, cảm ơn Astro. Ta phải giải quyết việc này với giáo sư Cavalet. Ta phải đánh bại ông ta. Dạ, nhưng con muốn một yêu cầu. Con muốn gì cũng được. Nếu con thắng, con muốn ngài để cho Robio cưới Robiet với lời chúc phúc. Là kẻ thù của ta. Nếu ngài không đồng ý, con sẽ không tham gia Grand Prix. Vậy thôi. Ôi Astro, con yêu cầu hơi quá rồi đó. Ôi không, không được. Làm tốt lắm Astro. Chào Robio, anh thấy sao rồi? Tôi khỏe rồi, cơ thể tôi vẫn còn hơi ê ẩm một chút, nhưng tôi tới đây để nói lời cảm ơn. Anh Astro, nếu anh thế chỗ anh ấy, thì anh phải giành chiến thắng đó. Chà, anh không thể hứa trước được, nhưng anh sẽ cố hết sức. Nè Astro, tới lúc vào đường đua rồi. Dạ. Con phải chiến thắng nha Astro, và dạy cho mấy tên đó. Cavalet, Donahue. Sì. Bè.
Cavalet vô địch, cố lên, cố lên. Donahue vô địch, Astro kìa. Cố lên, cố lên. Cavalet vô địch, Astro. Donahue, cố lên. Astro. Cavalet, Cavalet. Nè, con đang cổ vũ cho đối thủ mà không, Elvin. Cavalet, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Lúc anh may mắn nhất trên bếp, tôi an toàn. Cavalet, cố lên. Cảm ơn Astro, tôi chắc chắn cậu ngang tài với tôi. Nghe đi Mosito, không thể để cho Astro thắng. Được rồi, đi nha. Mấy chiếc đã tới cổng và giải Grand Prix chuẩn bị bắt đầu. Họ đang đi. Giờ thì tới điểm kiểm soát tại cua quẹo đầu tiên. Tai nạn! Một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra! Kim Bét đã dẫn đầu, nhưng một chiếc xe khác đang phía sau anh ta là Astro của đội cung tên bạc Jonah Hill. Nhưng chúng tôi dự đoán đây là trận quyết chiến giữa Kim Bét và Astro. Và điểm kiểm soát tiếp theo là bảy nước. Hả? Cái gì vậy? Ai làm phiền chúng ta vậy? Astro, tôi sẽ không để cậu đi xa hơn đâu. Mosquito, nhận lấy ngư lôi điện tử đi, Astro. Ôi, ừ. Thôi được. Mosquito. Có vẻ như Astro đã mất khá nhiều thời gian. Kim Bét và đội ngôi sao đỏ đã bỏ xa đối thủ phía sau. Nè Astro, đừng nói với tôi cậu sẵn sàng bỏ cuộc nha. Kim Bét có vẻ như không thể đánh bại. Anh ta vừa lái vào vùng sa mạc. Cái gì vậy? Thật không thể tin được. Sao mình đã khỏi cơn lốc này đây? Một món quà đặc biệt đấy Kim Bét. Cái gì là ngươi hả La? Ngươi không thể vượt qua ta đâu. Bắt được ngươi rồi Kim Bét. Đáng ghét, giờ mình thật sự ở phía sau rồi. Hả? Lạ thật, cơn lốc ngay ở trong đường đua. Có gì đó xảy ra rồi. Chờ chút, giờ chúng ta đang đua mà. Đừng ngây thơ như vậy Kim Bét, tất cả kết thúc rồi. Kim Bét có chân. Là vậy đó. Dừng lại Astro. Kim Bét, nhanh lên, quay lại đường đua đi. Cái gì? Nhanh lên nào. Cảm ơn Astro. Nè, quay lại đi. Dừng lại đi La. Trò lừa gạt của anh chẳng ăn thua đâu. Và giờ anh phải lo gì với tôi? Astro đáng ghét. Sao cậu? Drew. Ôi không. Giờ là cơ hội của mình. Đây này. Giờ đáng lẽ họ phải tới rồi chứ. Chiếc xe dẫn đầu đã tới. Ai sẽ là người thắng cuộc đây? Kim Bét hay Astro? Kim Bét đứng thứ nhất, Astro đứng thứ hai. Và kết quả là chiếc xe ngôi sao đỏ. Kim Bét chiến thắng trong giải Grand Prix. Hay lắm Kim Bét. Đùa hay lắm Kim Bét. Tôi tuyên bố cuộc thi này không hợp lệ. Cái gì? Phải, em trai tôi và người máy của Cavalet đã can thiệp vào, nhưng Astro đã cứu tôi. Cậu ấy không cần phải làm như vậy. Cậu ấy mới là người chiến thắng. Cái gì?
Kimber, anh không sao chứ? Tôi muốn một cuộc đua công bằng với Astro. Kimber. Astro, tránh xa ra. Kimber. Astro. Astro. Kimber. Ông đáng bị như vậy, Cavalet. Giờ tôi là người chiến thắng. Im đi, Donahue. Tôi đã chiến thắng. Không, ông không thắng. Tôi cho là chúng ta phải giải quyết ai là người thắng. Vậy sao? Tôi sẽ đánh bại đội ngôi sao đỏ của ông. Đội cánh cung bạc của ông cũng là phế liệu thôi. Đừng làm vậy mà cha. Coi chừng kia, Robiet. Không cha, đừng làm tránh vậy. Tránh ra đi, Robiet. Robiet. Romeo, tránh ra đi. Ôi Romeo. Robiet. Romeo, không, đừng mà. Robiet. Romeo. Robiet. Ôi Romeo của ta. Ôi Robiet của ta. Đúng là một cảnh tượng đau lòng. Hai người đã thỏa mãn chưa? Giờ thì mối thù của hai người đã phá hủy người máy đẹp nhất mà hai người đã tạo ra. Âm thanh gì vậy giáo sư Evan? Hả? Trái tim nhân tạo của chúng vẫn đang đập. Cái gì? Vậy ý ngài là trái tim họ đã chung nhịp đập với nhau? Phải, Robio và Robiet giờ mãi mãi là một. Thứ lỗi cho ta nhé, Robio. Thứ lỗi cho ta nhé, Robiet. Mặc dù cơ thể họ đã bị phá hủy, nhưng trái tim vẫn đập mãi mãi. Trong tập tiếp theo, tôi được chỉ định là thuyền trưởng trên con tàu tới sao quả. Và tôi biết sẽ rất khó khăn. Tất nhiên là tôi sẽ cố gắng hết mình. Nè, cậu là Carlin. Cậu không thể vào đây mà không được phép. Người ngoài vũ trụ tấn công chúng tôi để chiếm căn cứ sao quả. Tôi phải cứu nó. Tập tiếp theo, Astro chống lại người ngoài vũ trụ.